Khi mình so sánh tam giác ABC với tam giác XYZ, khá rõ ràng là chúng không bằng nhau, chúng có độ dài cạnh khác nhau. Nhưng có điều gì đó khá là thú vị về quan hệ giữa hai tam giác này. Thứ nhất, các góc tương ứng của chúng bằng nhau. Góc BAC ở đây bằng với góc IXZ, góc BCA bằng với góc IZX và góc ABC bằng với góc XYZ. Tất cả các góc tương ứng của chúng đều bằng nhau. Và mình cũng thấy rằng các cạnh chỉ là các bản nhân rộng của nhau thôi. Vậy để đi từ độ dài của XZ đến AC, mình có thể nhân 3. Mình nhân 3 ở đây. Để đi từ độ dài của XY đến độ dài của AB, mình chỉ cần nhân 3. Mình nhân 3 ha. Và để đi từ độ dài của IZ đến độ dài của BC, mình cũng nhân 3. Vậy về cơ bản, tam giác ABC chỉ là bản nhân rộng của tam giác XYZ thôi. Nếu chúng có cùng tỷ lệ, đúng là hai tam giác giống nhau, nhưng một cái lớn hơn cái còn lại, hoặc cái này là bản thu nhỏ của tam giác này. Nếu bạn nhân tất cả các cạnh cho 3, bạn sẽ có tam giác này. Mình không nói chúng bằng nhau, nhưng đây là một quan hệ đặc biệt. Mình gọi quan hệ này là đồng dạng. Vậy mình có thể viết tam giác ABC đồng dạng với tam giác, và chắc chắn rằng mình vẽ đúng các cạnh tương ứng. ABC đồng dạng với XYZ. XYZ. Dựa trên những gì mình vừa thấy, có 3 khái niệm ở đây. Và chúng đều là những cách để nghĩ về đồng dạng. Một cách là một tam giác là bản nhân rộng của cái còn lại. Bản nhân rộng hoặc thu nhỏ của cái còn lại. Khi mình nói về sự bằng nhau, chúng phải giống hệt nhau. Bạn có thể xoay, di chuyển hoặc lật ngược nó. Nhưng khi bạn làm thế, chúng sẽ phải bằng nhau. Với đồng dạng, bạn có thể xoay, di chuyển hoặc lật ngược nó. Bạn có thể nhân rộng hoặc thu nhỏ để cho chúng đồng dạng. Ví dụ, giả sử tam giác CDE. Nếu mình biết tam giác CDE bằng tam giác FGH, thì mình biết chắc chắn chúng đồng dạng, chúng được nhân rộng bởi hệ số 1, và mình biết CDE cũng đồng dạng với tam giác FGH. Nhưng mình không thể nói ngược lại. Nếu tam giác ABC đồng dạng với XYZ, mình không thể nói chúng bằng nhau. Và mình thấy trong ví dụ này, chúng chắc chắn không bằng nhau. Và đây là một cách để nghĩ về đồng dạng. Một cách khác nữa để nghĩ về đồng dạng là tất cả các góc tương ứng sẽ bằng nhau. Nếu như tam giác đồng dạng thì các góc tương ứng sẽ bằng nhau. Khá khó để đánh phần từ này. 2R1S. Các góc tương ứng bằng nhau. Nếu mình nói tam giác ABC đồng dạng với tam giác XYZ, vậy cũng giống như nói góc ABC, ABC bằng, hoặc mình có thể nói chúng có kích thước bằng nhau, bằng góc XYZ. Góc BAC sẽ bằng góc IXZ. Cuối cùng, góc ACB sẽ bằng góc XZY. XZY. Nếu bạn có hai tam giác, tất cả góc của chúng đều giống nhau, vậy chúng đồng dạng. Nếu bạn được bảo rằng hai tam giác đồng dạng, vậy bạn biết tất cả các góc tương ứng bằng nhau. Cách cuối cùng là các cạnh chỉ là bản nhân rộng của nhau. Vậy các cạnh có tỷ lệ chung.
Trong ví dụ ở đây, tỷ số là 3. Nếu không cần phải bằng 3, tỷ số chỉ cần giống nhau cho các cạnh. Nếu mình nhân cạnh này cho 3 và chỉ nhân rộng cạnh này cho 2, mình sẽ không có tam giác đồng dạng. Nhưng nếu mình nhân tất cả các cạnh lên cho 7, vậy tam giác vẫn đồng dạng miễn sao bạn nhân rộng hoặc thu nhỏ chúng bởi cùng hệ số. Một cách để nghĩ về nó là mình muốn mừng tượng các tam giác để mình vẽ chúng đơn giản hơn ở đây. Vì mình không nói về các thuật ngữ chung chung, thậm chí không đối với trường hợp này. Nếu mình bảo đây là A, B và C, và ở đây là X, Y, Z, mình đang vẽ lại vì mình có thể thấy chúng khi viết ở dưới này. Nếu mình nói hai cái này ở đây đồng dạng, nghĩa là cạnh tương ứng là bản nhân rộng của nhau, thì mình có thể nói độ dài của AB, độ dài của AB bằng với tỷ số, và đây có thể bé hơn 1, tỷ số nhân độ dài của XY. Mình biết AB tương ứng với XY vì thứ tự mình viết trong câu lệnh đồng dạng này. Vậy tỷ số nhân cho XY. Mình biết độ dài BC. Độ dài BC cũng phải bằng tỷ số đó nhân độ dài IZ. Nhân IZ. Và mình biết độ dài của AC. Độ dài AC sẽ bằng tỷ số đó nhân XZ. Vậy đó là XZ. Và đây là tỷ số. Nếu ABC lớn hơn XYZ, vậy K sẽ lớn hơn 1. Nếu chúng kích thước bằng nhau, nếu chúng là tam giác bằng nhau, thì K sẽ bằng 1. Nếu XYZ lớn hơn ABC, vậy tỷ số sẽ bé hơn 1. Nhưng cách khác để viết câu lệnh, chú ý mình nói là các cạnh tương ứng là bản nhân rộng của nhau. Câu lệnh thứ nhất ở đây, nếu bạn chia hai vế cho XY, bạn có AB phần XY bằng cho tỷ số. Và câu lệnh thứ hai, ở đây, nếu bạn chia hai vế cho YZ, để mình viết màu giống nhau ha, bạn có BC chia YZ bằng cho tỷ số. Nhớ rằng, trong ví dụ này, tỷ số là 3. Như mình đang nói chung chung, nó đồng dạng miễn tỷ số giống nhau. Cuối cùng, nếu bạn chia hai vế ở đây cho độ dài XZ, bạn có AC phần XZ bằng cho K. Hoặc cách khác để nghĩ về nó là tỷ số giữa các cạnh tương ứng. Chú ý đây là tỷ số giữa AB và XY, tỷ số giữa BC và YZ, tỷ số giữa AC và XZ, tỷ số giữa các cạnh tương ứng cho mình hằng số giống nhau. Hoặc bạn có thể viết lại là AB phần XY bằng BC phần YZ bằng AC phần XZ cũng sẽ bằng tỷ số bằng K. Nếu bạn có tam giác đồng dạng, để mình vẽ mũi tên ở đây. Tam giác đồng dạng có nghĩa là chúng là bản nhân rộng và bạn có thể lật ngược, xoay hoặc gì cũng được một cách liên tục. Và bạn có thể nhân rộng hoặc thu nhỏ, cũng có nghĩa là các góc tương ứng bằng nhau. Cũng có nghĩa là tỷ số giữa các cạnh tương ứng sẽ là hằng số giống nhau. Hoặc tỷ số giữa các cạnh tương ứng sẽ không đổi